Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao về một chiếc điều hòa có mức giá rẻ nhưng lại có khả năng làm lạnh tức thì, lại còn ghi nhớ được chế độ làm lạnh ưa thích của gia đình bạn? Rất đáng để cân nhắc khi mua sắm đúng không nào? Ngoài ra thì chiếc điều hòa này còn có khả năng vận hành êm ái, bền bỉ. Chúng ta sẽ không lo bị cảm lạnh trong suốt quá trình ngủ, đem lại giấc ngủ ngon và sâu hơn, thích hợp với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Chiếc điều hòa mà Hồng Ngọc đang muốn nhắc tới ở đây đó chính là điều hòa MyDear 12.000 BTU một chiều với mã sản phẩm đó là MSAFB13CRN8. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Điều hòa MyDear 12.000 BTU MSAFB13CRN8 nổi bật với kiểu dáng trang nhã và sang trọng. Mặt trước sáng bóng, giúp dễ dàng lau chùi và hạn chế tối đa hiện tượng chảy xước, tăng thêm vẻ đẹp cho căn phòng của bạn. Điều hòa MyDear có công suất làm lạnh 12.000 BTU, thích hợp với những căn phòng có diện tích khoảng từ 15 đến 20 m2. Bên cạnh đó còn được tích hợp tính năng làm lạnh nhanh turbo sẽ giúp bạn tận hưởng một cách nhanh chóng luồng khí mát lạnh ngay trong những ngày hè oi bức. Bộ lọc bụi HD hiện đại với các mắt lưới siêu nhỏ sẽ tóm gọn tới 50% các loại bụi bẩn vi khuẩn có trong không khí trong căn phòng của bạn. Một đặc điểm mà Hồng Ngọc rất thích ở chiếc điều hòa MyDear này đó chính là tính năng Follow Me. Khi các bạn kích hoạt tính năng này, chỉ cần để điều khiển ở bên cạnh mình thôi là điều hòa sẽ tự động điều chỉnh hướng gió thổi vào bạn. Như vậy là bạn sẽ luôn nhận được luồng không khí mát lạnh. Chức năng này sẽ kích hoạt bộ cảm biến nhiệt độ phòng tích hợp trong điều khiển từ xa và điều hòa sẽ tự động điều chỉnh hướng gió đến vị trí xung quanh remote. Bạn chỉ cần bật điều hòa lên và để remote bên cạnh, sau đó thoải mái tận hưởng những giây phút thư giãn sảng khoái mát lạnh. Chế độ tự làm sạch self clean sẽ giúp cho máy của chúng ta luôn hoạt động một cách tốt nhất. Khi chúng ta bật chế độ này thì máy sẽ chỉ chạy quạt trong một khoảng thời gian, sau đó thì hạ thấp nhiệt độ và cuối cùng là lại chỉ chạy quạt trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Và với chế độ như thế này thì dàn lạnh của chúng ta sẽ luôn khô ráo, hạn chế sự sinh sôi và phát triển của vi khuẩn nấm mốc, đem lại cho gia đình bạn một sức khỏe an toàn. Chế độ Sleep Mode giúp bạn yên tâm ngủ ngon hơn. Điều hòa sẽ tự động tăng 1 độ C sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng, khắc phục gần như hoàn toàn hiện tượng bị rét lúc nửa đêm, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn. Chức năng này rất phù hợp dành cho gia đình có người già và trẻ nhỏ. Như các bạn có thể thấy, điều hòa MyDear một chiều inverter 12.000 BTU MSAFB13CRN8 có thiết kế đơn giản, sang trọng, hiện đại, sẽ phù hợp với mọi không gian nội thất đặt nó. Và sản phẩm này có mức giá khá rẻ, chỉ hơn 6 triệu đồng thôi là bạn đã có thể sở hữu rồi. Ngoài ra, bạn được bảo hành sản phẩm trong vòng 24 tháng, được miễn phí 100% vật tư ống đồng tiêu chuẩn 3m trị giá 450.000, tặng công lắp đặt 250.000, phiếu bảo dưỡng miễn phí. Hy vọng những thông tin mà Hồng Ngọc vừa chia sẻ cũng đã giúp ích cho quý vị trong việc lựa chọn một chiếc điều hòa phù hợp với gia đình của mình. Nếu như quý vị và các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, có thể truy cập vào website mediamarkt.vn hoặc thegioidienmay.com. Ngoài ra cũng có thể gọi cho chúng tôi thông qua số hotline 1900-6788 để được hỗ trợ và tư vấn. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì Hồng Ngọc xin kính chúc cho quý vị sẽ có một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.